Lâu nay chưa gặp nhau đây, hay ta quên rủ nhau vậy? Nghe đâu lúc này bận lắm, chẳng đi chơi nhiều. Nhân đây chưa kịp ăn tối, hôm nay cuối tuần rồi. Sao ta không gặp nhau cả lũ đi chơi, dù đi chơi mình sẽ xuống phố rộng ràng, ngồi ăn bánh xong uống trà, dẹp hết mấy thứ mệt nhoài, làm u ám bao ngày qua. Đừng cứ kiếm cớ đòi về, cuộc vui phải chưa xong mà. Mình còn tăng hai và còn tăng ba, đừng về trước nha. Người ơi, đừng về. Làm sao để vui một khi vẫn đi một người. Người ơi, đừng về. Bao lâu mới vui như vậy, bao lâu mới gặp lại đây. Người ơi, đừng về. Nói ra mai bôn ba có khi chẳng còn thấy nhau.